Vô tình hình là mình đã về quê ăn Tết và nhân dịp Tết đến xuân về thì mình cũng muốn hướng dẫn anh em một cái kỹ thuật gì đó để anh em có cái mà tập lúc được nghỉ học. Bởi vì đã về quê cho nên là mình không có chân máy, mình cũng không có mic. Mic thì mình để trên Sài Gòn hết rồi và bây giờ là mình đang ghi bằng cái mic của tai nghe cho nên là đôi khi là nó lọt những cái tạp âm vớ vẩn vào thì anh em thông cảm giúp mình. Và nếu anh em thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Thường thì Tết anh em sẽ làm gì? Anh em đánh bài chứ làm gì? Đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái kỹ thuật rất là mang hơi hướng của Tết, đó là kỹ thuật xì dách. Đó, thực ra kỹ thuật này có tên là stretch, nó sẽ trông như này. Anh em có thể làm ở những cái ngón khác, ví dụ như là ngón áp út hoặc là ngón út đó. Và mỗi cái ngón thì mình sẽ gắn cái tên ngón trong tiếng Anh vào cái trước phía trước cái tên của kỹ thuật, đó là ví dụ như là ngón út thì là pinky stretch, ngón áp út là ring stretch và ngón giữa là middle stretch. Thì trước khi đi vào tập stretch thì chúng ta nên làm được một cái kỹ thuật căn bản, đó chính là thumb round. Thumb round nó sẽ trông như này. Đó, đây là một cái kỹ thuật rất là cơ bản mà chắc là ai tập tới đây thì cũng sẽ biết làm rồi. Thumb round nó giống như là một cái kỹ thuật lấy đà. Tại vì trước khi mà một cái máy bay nó có cánh thì nó phải có cái giai đoạn lấy đà, đó nó mới bay được. Cho nên là chúng ta cũng phải cần có một cái đoạn lấy đà trước khi mà tung cái bút lên. Nên nó sẽ trông như này. Đó, và khi mà chụp lại thì anh em lưu ý là chụp làm sao cho cái phần hướng về phía cánh tay nó dài ra này. Anh em nhìn cái ring ở chính giữa cái bút của mình. Đó, mình đang cầm lệch một bên chứ mình không có cầm đúng ngay chính giữa này, mình không có cầm như này mà mình cầm nó lệch qua bên như này và cái phần ở phía cánh tay của mình nó dài hẳn so với cái phần bên này. Đó, thì lúc mà hất nó mới đi được đó như này. Đó, mới hất mới đi được như này. Sau khi mà thumb round qua thì anh em sẽ làm một cái động tác để cho nó hất lên được là anh em cho nó trượt xuống dưới ngón trỏ như này, anh em cho nó trượt xuống như này. Nó đang đi như này, anh em cho nó trượt xuống và anh em sẽ hất lên. Nó sẽ đi như này. Đó, nó sẽ trượt một một đoạn ở ở phần ngón trỏ như này. Nó sẽ trượt như này, từ trong nó sẽ trượt ra và anh em cứ dựa vào cái đường đi đó mà anh em hất nó thẳng lên trời. Đó như này. Đó. Đó, sau khi mà đã làm được cái này rồi thì anh em sẽ làm một cái động tác, đó là anh em tay anh em đang ngang như này, anh em sẽ ngửa ra và anh em đưa cái ngón mà anh em cần stretch ra. Và lưu ý giúp mình là khi mà stretch thì chúng ta sẽ đưa ngón tay làm sao cho ở giữa cái ngón tay nó không có cái khoảng hở như này. Anh em mà bẹt ra như này là xong. Nó sẽ rơi cái bút vào đây và nó sẽ bị ngưng lại, nó không quay tiếp được. Nó sẽ bị dính như này. Đó là dính luôn, không quay tiếp được. Anh em phải cho nó rơi lên cái phần phẳng phẳng cái ngón kế bên như này. Đó, ví dụ như anh em stretch bằng ngón út đi thì anh em phải cho cái bút nó rơi lên đây. Đó, nó sẽ trông như này. Đó, nó sẽ đi như này. Nó phải dính như này mới được. Còn mà nó lọt vô đây là xong. Một cái lưu ý nữa đó là khi stretch thì cái vị trí tiếp xúc giữa tay và bút nó phải hơi lệch sang một tí như này. Các bạn để ý là cái tay của mình nó sẽ không có ngay giữa cái ring mà nó sẽ hơi lệch qua mép cái ring một tí. Vì cái điều kiện để đảm bảo stretch được ổn định đó chính là cái đầu này nó phải kéo được cái bút đi và cái bút nó phải ở cái vị trí nó gần như là ổn định. Các bạn không có thể cho cái bút ngay giữa như này tại vì nó sẽ mất đi cái điều kiện thứ nhất, đó là hai cái đầu này nó sẽ bị ở cái trạng thái cân bằng như này. Đó, các bạn thẳng cái tay ra, các bạn thấy cái bút mình nó ở yên một chỗ thì cái đầu này nó đâu có kéo cái đầu kia đi đâu. Cho nên là như vậy nó cũng không ổn. Mà lệch sang hai bên thì nó lại mất cái độ ổn định. Nó sẽ bị văng đi các hướng khác nhau. Cho nên là tốt nhất là chúng ta cho nó hơi gần gần ngay giữa. Không ngay giữa, đúng ngay giữa mà cũng không có bị lệch quá là nó ổn nhất. Sau khi mà đã đưa cái bút tới cái vị trí này rồi thì chúng ta sẽ hơi nghiêng cái tay một tí. Đó như này. Các bạn để ý là nếu mà mình cầm đúng thì mình nghiêng cái tay là cái bút nó sẽ nghiêng một góc như này. Còn nếu mà các bạn cầm ngay giữa thì các bạn nghiêng thì cái bút nó sẽ dựng đứng, nó sẽ không có cái góc nghiêng đó. Thì nếu cầm đúng nó sẽ nghiêng như này và chúng ta sẽ tận dụng cái góc nghiêng đó, chúng ta sẽ đẩy cái bút ra ngoài. Đó, và chúng ta sẽ kẹp sẽ bóp cái ngón tay chúng ta lại như này và đặt hất cái bút lên. Đó, như này, hất cái bút lên. Và cái vị trí rơi của bút nó sẽ là ngón cái nếu mà chúng ta muốn kết thúc, hoặc là rơi lại cái vị trí cũ nếu mà muốn làm tiếp như này. Đó, nếu muốn kết thúc thì nó sẽ như này. Còn muốn làm tiếp thì nó sẽ rơi lại cái vị trí cũ như này. Để làm được ở cái dạng liên tục như này thì đòi hỏi chúng ta phải tập luyện rất là nhiều. Nhiều bạn là hay hỏi mình là có cái mẹo gì để mà làm liên tục được như vậy không? Thì thực chất là không có nha các bạn. Chúng ta phải lên từ từ, lên từ một vòng lên hai vòng lên ba vòng. Rồi khi mà đã quen được cái cảm giác thì chúng ta mới đi lên nhiều vòng nhanh được.
chứ không có cái mẹo nào giúp chúng ta có được cái cảm giác hết. Cái cảm giác là nó hoàn toàn là nó nhờ vào tập luyện, chứ không phải là tự nhiên mà có cái mẹo gì đó đi châm cứu hay là gì mà có được cái cảm giác hết. Các bạn lưu ý cái chuyện đó. Để đưa cái kỹ thuật này vào combo hay liên khay thì chúng ta có thể hất bút lên và bắt nó ở vị trí khác thay vì ngón cái, hoặc là dùng để kết thúc combo. Ví dụ như này. Đó. Ok, và đó là kỹ thuật xì dách hay là gọi là stretch. Và mấy ngày sau thì mình sẽ cố gắng mình ra một cái liên khay có sử dụng kỹ thuật này cho anh em, để Tết anh em có cái để mà tập đi chơi, đi giao lưu với bạn bè. Và ok, thì cảm ơn anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.